nước sạch xong rồi đem về ghét mà một con không á. Xả nướng không bà? Ngon á, con cơm hết sảy á. Ông là ông ba là ba, tự nhiên ông ba. Ông là ông. Ờ ba, ba, ba nướng thịt hả ba? Người nhảy ghé không, con ba. Kẹo nhất là muốn bán nhà đi luôn á. Móc vợ ông lên đi, bắt kẹo luôn, bích vợ ông bỏ trứng luôn á. Đây rồi đi làm. Đi rước con đi học. Nha, yeah, chạy bữa sơn nó kêu lọc tóc luôn, không thai nữa. Rồi vậy bây giờ bà có chồng không bà ba, bà biết vợ ổng không? Ủa sao hồi đó ở sống của không biết à? Mà từ đó giờ tôi mua nhà tôi cũng đi tới ngã ba tôi trở lại à, tôi cũng không quen gì ở sống chồng cũng không biết. À, mà có chồng không mà sao ở bỏ nghỉ hay bỏ con gì vậy hả? Có ở rồi, có ở nó lấy 70 triệu là nó nói nó có ở chung nó đâu ba ngày nó hôm tròn ra ngoài đường đứng ngoài đường á. Rồi sao ông này biết rồi nước? Ba nó đi làm chạy về ngang á. Ủa mới lên đi ba nó ba nó vô trở về. Ba nó lợi thấy nhỏ ôm tụng quần áo đứng ngoài đường á, 10 giờ đi mà. Ông này cũng có căn tu mới được dạy bỏ nó, mà nó được dạy bỏ là dễ không? Dễ. Nó đi xong cũng 2 năm rồi. Sống vậy cho nó sớm. 2 năm rồi nó đi vậy. Quậy quá. Kỳ quá. Bé Ngọc à, mẹ nói con chó mà cắn xong rồi lại đây con quýnh em mây ba bợp tay nữa. Chứ không phải tao dỗ luôn nha. Tao nhặn xuống đầu xuống trình nữa đó. Dữ lắm á, không có thời gian đâu. Trời ơi, tôi dữ lắm nha. Nó nói lại đứng đây chơi đi, đừng có là con chó nó cắn một cái là xích thật. Quốc bay, quốc bay, quốc bay. Trời ơi, tao hoài. Dám khóc à, dám khóc cho đi bộ vậy. Tao quýnh mà không cho khóc á, mày là hay. Quýnh mà chỉ tấm ức mà nước mắt. Dừng đi. Nước mắt dừng mà không có hơi hám mà để khóc mà. Nó quýnh con bé bò bé bờ mà nước nó cực ức. Gồng gồng chứ không dám phú lên á, phú lên là cố tụng đồ đi về quê ở, đuổi về quê sợ lắm, không chịu về. Sống là kỷ luật của sức mạnh của gia đình mà, quýnh không cho khóc vậy mà cũng đi thăm nghe bên theo ngoại mà. Mỗi lần mà mình đang quýnh lên hết cái bà nó thắng xe két, cái má nó thắng xe két á, cái tự nhiên nó la lên, nó biết bà mắm xuống nó la lên, từ từ nín, cái nó nín, nó không dám khóc, nhớ cảnh nó mất cửa, cái nó nói bà ba ơi, tụi quấn điện con ơi thiết thành con chó luôn, chứ không phải con người, mà kêu nó khóc, mà kêu nó nín, nhớ, nhớ là thấy tội, vậy nó mới biết sợ, nhưng mà giờ ở với tay với má, bây giờ nó hổn, nó sợ luôn, kỳ á, ba má nó cười. Thank you.
lại hết khói đi, để em nướng miếng thịt nó khói, nó khói lắm nha. Điện giật sim rồi. Điện với nhiệt đầu á. Bị phân tâm nữa.
cơ cơ không làm cái gì vậy, ngủ không mà điện chi thường phức tạp. Thank you.